Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như Ta. Khi còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn ở dưới thế, để chúng đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật, lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, thương nhi chúng con thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu hai ơn nữa trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, đó là ơn lo liệu và ơn đạo đức. Khi nói tới ơn lo liệu là chúng ta nghĩ ngay đến một việc nào đó mà chúng ta biết lo trước. Bởi lẽ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có thể đi chệch đường, đi lang thang mà không tới đích. Cho nên Chúa dạy bảo chúng ta rằng: Này đây Ta răn dạy chỉ cho con biết đường lối phải theo, để mắt hãy để mắt nhìn coi Ta ban lời khuyên nhủ. Chúa Thánh Thần là người cố vấn vĩ đại, là người thầy tốt lành, là người hướng đạo tài ba, để chúng ta không đi chật đường. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ, phòng khi các ông rơi vào những tình huống khó khăn nhất, Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu cho các ông, ngay cả lúc các ông rơi vào trong những tình trạng bi đát. Chúng ta nghe lại câu nói của Chúa Giêsu mà đọc đi đọc lại, tôi thấy cảm động. Ngài nói như thế này: Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em mà là thần khí của Cha nói cho anh em. Đó là ơn lo liệu. Đó là điều mà Chúa Thánh Thần làm. Và chắc không ít lần trong nhà thờ này tôi đã nói với bạn chị cái kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm thật của tôi khi tôi làm việc với K38 năm 2002-2003. Sau khi tôi chỉ trích, bắt tôi lên trên đấy vật vã 2 tuần lễ, tôi không bắt được, thiếu điều chỉ nhốt tôi đi tù hôm nhốt. Tôi không lý luận lại, không cãi lại được, không có cách nào để lý luận lại với ông linh mục, thì đành phải tìm đủ mọi cách để đe này. Và tôi cảm nhận được rằng Thánh Thần là việc tuyệt vời. Bởi vì sau khi đòi tôi viết bản tường trình, tôi viết một lần thôi, bảo tôi là viết không có đủ, tôi bảo nếu không đủ thì anh cứ chiếu viết bản nào đủ đó thì anh bắt tôi. Còn tôi ngồi đây lần này để mang cái bố chưa biết đấy, ngồi cái lần này cuối cùng mà tôi biết, tôi bảo không, không biết nữa, tôi biết một lần. Còn nếu mà muốn tôi biết thì bây giờ đưa đấy thì tôi biết, tôi biết hẳn một bản văn thánh lễ trong đấy. Tôi bước ra tôi làm dấu thì ca đoàn hát thì chú ở cùng anh chị em tôi biết y như một thánh lễ.
Cho nên khi đọc lại cái điều này thì chúng ta mới nhận ra Thánh Thần là đấng tuyệt vời, ban ơn lo liệu cho mỗi người chúng ta. Lo liệu cả phần hồn, lo liệu cả phần xác. Cả những lúc chúng ta tưởng chừng như chúng ta không tìm được việc, không tìm được việc làm để lo kinh tế cho gia đình, nuôi sống bản thân, thì Chúa sẽ tìm cách quan phòng cho chúng ta có việc làm. Đó là lo liệu. Quả thật các tông đồ và mọi môn đệ của Đức Giêsu, mà tôi nói kinh nghiệm của tôi không biết sợ, bởi vì tôi có kinh nghiệm này mà. Cho nên nhận được sự trợ giúp đặc biệt này của Chúa Thánh Thần khi rơi vào hoàn cảnh bi đát khó khăn nhất, khi phải làm chứng và đấu tranh cho chân lý và công bằng. Người mà không ơn lo điều này thì không có cái ơn này, không có thể đứng ra làm chứng cho đức tin, và cũng không thể đứng ra làm chứng cho chân lý và công bằng. Bởi vì họ gạt Thiên Chúa, gạt Thánh Thần ra khỏi cuộc đời của họ rồi. Họ thuộc về ma quỷ. Và khi thuộc về ma quỷ không còn Thánh Thần nữa, thì làm sao làm chứng cho chân lý được? Muốn được đấng bầu chiếu khuyên bảo và hướng dẫn, chúng ta phải chấp nhận thuộc về Chúa hoàn toàn, để cho ân sủng của Ngài tác động không một giới hạn nào. Sẵn lòng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ anh em và yêu mến Thiên Chúa một cách vô vị lợi, không nhằm mục đích được tiếng là đạo đức, cũng không để phô trương hay khoe khoang, cũng không phải là ích kỷ cho riêng mình, nhưng chỉ là yêu mến Thiên Chúa mà thôi. Điều đáng nói là con người ngày hôm nay thường hay đóng mình và cưỡng lại những tác động của Chúa Thánh Thần. Vì thánh ý của Chúa thường đi ngược lại những ý riêng và làm cho họ không chấp nhận. Hơn nữa, cái tôi quá lớn không để cho Chúa Thánh Thần chiếm hữu họ một cách trọn vẹn. Cho nên ơn lo liệu này chỉ ban cho chúng ta khi chúng ta ngoan ngùi với Chúa Thánh Thần. Cái tôi của chúng ta lớn quá thì Ngài cũng bó tay chấm con, Ngài không làm được gì nữa. Ngài cũng chịu thôi, và chúng ta có làm gì Ngài cũng thua. Bởi vì cái tôi của chúng ta quá lớn. Ơn thứ hai đó là ơn đạo đức cho ngày hôm nay. Lòng đạo đức giúp chúng ta trân trọng tư cách mình là con Thiên Chúa, dành cho Chúa sự thấm thiết và yêu thương của một người con đối với cha và quan hệ với đồng loại như anh em một nhà. Đó là ơn đạo đức. Tôi xin lặp lại, ơn đạo đức là giúp chúng ta trân trọng cái tư cách mình là con Thiên Chúa. Mình là con Chúa là cha, chứ không phải Chúa là một ông kẻ, chứ không phải Chúa là một ông quan tòa để phán xét, nhưng mà Chúa là một người cha quan phòng, yêu thương, chăm sóc mỗi người chúng ta. Trong cầu ước ơn đạo đức được thể hiện qua nhiều cách, nhất là lời cầu nguyện linh lỉ của dân được Chúa tuyển chọn. Chúng ta thấy dân Do Thái với những tâm tình chức tục và cầu xin thờ lại Thiên Chúa cao cả hùng vĩ. Sự tin tưởng này thấy rõ qua lời cầu xin mà Chúa Thánh Thần đặt vào lòng chúng ta. Thần khí sẽ giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải. Phao-lô nói như thế. Nhưng chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những lời than van khôn tả, để chúng ta kêu lên Abba Bố Ơi. Tôi nghĩ rằng nếu bạn chị em là những người Do Thái, chúng ta hiểu một chút về văn hóa Semitic, thì cái chữ Abba Bố Ơi nghe tuyệt vời lắm. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ và dạy chúng ta gọi Thiên Chúa Abba là Bố Ơi không? Không phải, mà là tâm tình của một người con gọi bố mình Bố Ơi. Cái văn hóa xây tuyệt vời. Ở người Nam thì gọi bố mình là cha, nhưng người Bắc
tôi thì tôi về tôi gọi bố tôi là bố, bố ơi. Cái chữ bố, cái chữ ba, cái chữ cha mà đứa con nó nói với cái người sinh ra mình là cả một sự trân trọng đã vậy, nhưng cả một sự phó thác của một người con đối với người bố đã sinh dưỡng ra mình. Văn hóa của Việt Nam, văn hóa của Sinh Ít còn mạnh hơn cái đó nữa. Khi Chúa Giêsu dạy các tông đồ gọi Chúa Cha Abba bố, rất tuyệt vời. Và kinh lạy Cha thì chúng ta đọc á, lạy Cha chúng con là trên trời. Chúng ta ý thức điều này. Và người có lòng đạo đức là người sẵn sàng và dễ thi hành các nghĩa vụ công bằng bác ái. Có những người thật đạo đức nhưng lại bất công và không có bác ái thì đó là đạo đức giả. Một người cho mình là đạo đức mà bất công và không có bác ái thì đó là đạo đức giả. Thì giống chỉ cái chuyện này cho người ta biết đó là sự đạo đức giả. Lòng đạo đức giúp chúng ta khi đối với thân nhân tỏ ra tử tế, ân cần, dễ dàng tha thứ bất kỳ xúc phạm nào, ngay cả những xúc phạm được coi là đau đớn nhất. Vì thế Chúa Giêsu truyền lệnh thầy bảo rằng anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Tinh thần tha thứ quảng đại vô điều kiện là một dấu chỉ đặc trưng của con cái Chúa. Chúng ta không có thù hằn người kẻ thù, chúng ta cũng không có thù hằn những người xúc phạm chúng mình. Nhưng ngày sáng hôm nay 5 giờ sáng tôi có việc, tôi phải đi. Khi về đến nhà thì ban hành giáo ông từ nói tôi là sáng đem quân lên gỡ cái chỗ chỗ giảm tốc. Tôi chỉ nói với Chúa như thế này: lạy Chúa, con không chấp tội họ, nhưng con xin họ, con xin Chúa cho họ một dấu chỉ để họ biết đó là tài sản của giáo xứ, tài sản của Chúa chứ không phải tài sản của con. Tiền con bỏ ra con mua là tiền của giáo dân, tiền của giáo xứ, đó là tài sản của Chúa. Và khi tôi hỏi kỹ hơn một tí thì tôi nói với Chúa như thế này: chắc có lẽ con cảm nhận được cái đau buồn của Chúa là bởi vì trong cái đám người đi dỡ ra đấy lại có người là giáo dân của giáo xứ Hy Hội, là người công giáo, là người giáo dân của con đang coi sóc họ. Và con cảm nhận được cái đau của Chúa khi Chúa bị Giuđa phản bội. Và chắc có lẽ cái đau của Chúa đau của con. Và con cảm nhận được cái nỗi buồn, con không giận họ, con không thù họ, nhưng mà con buồn. Và cái buồn đấy con cảm nhận được ngày xưa Chúa cũng buồn như thế. Và Chúa nói ở trong vườn cây dầu với ba môn đệ thân tín rằng linh hồn thầy buồn rầu đến chết. Tôi cảm nhận được đấy ngày nay. Thú thật các bạn chị em. Và tôi cũng không nghĩ rằng trong giáo xứ này lại có những người như thế, là người công giáo. Tôi cũng thấy thầm lạ. Cho nên tôi thì tôi mời gọi các bạn chị cầu nguyện cho họ. Chúng ta không hận thù họ, chúng ta không loại trừ họ, chúng ta cầu nguyện cho họ. Nhưng tôi chỉ xin Chúa cho họ có một dấu chỉ để họ biết rằng đó là tài sản của Chúa. Và tôi nghĩ rằng nếu một xã hội hay một đất nước mà có kỷ luật, có pháp luật đàng hoàng thì ít lần gặp tôi. Ngoài ban hành giáo thì còn có tôi, hoặc là có văn bản gửi tới cho tôi, kính gửi đi một mấy vụ khánh, nếu ông không gỡ cái này thì mai tôi cho người được gỡ. Tôi chẳng được hỏi mà tôi chẳng được nói cái nào, thì hiểu là họ coi thường một linh mục và một giáo xứ. Đấy là cái gì của tôi. Nhưng mà tôi không có buồn, tôi không có giận họ. Thú thật với mãi, nhưng tôi không có giận, tôi vẫn cầu nguyện cho họ. Nhưng mà tôi buồn. Tôi buồn vì cái người trong giáo xứ Hy Hội này cùng với họ để rỡ. Và cái đó là cái mà biết bao nhiêu tai nạn mà tôi nói.
xe chạy ẩu lao từ trên kia leo xuống, dân giáo dân vừa đi ra là đông mấy chiếc rồi. Cho nên thôi thì chúng ta cầu xin Chúa, đó là điều mà tôi tâm sự. Và lát nữa tôi sẽ thỏa hẹn với Chúa Thánh Thể, cho các bạn Chúa Thánh Thể sẽ cảm nhận được cái nỗi đau của tôi để Ngài ban ơn. Và chính khi Ngài ban ơn thì chúng ta phải có sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta sống. Và tôi không có sợ. Và xin mọi người chúng ta cùng cầu nguyện. Cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho những người đồng đạo, họ biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tài sản của giáo xứ, họ biết chứ. Nó là tài sản của giáo xứ mà. Nó tiền của Chúa, nhưng mà tiền của tôi, nó tiền của bạn chị em ấy. Cái đó là cái buồn, cái đó là cái đau, cái đó là cái sầu mà ngày hôm nay tất cả nhận được. Xin Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta, Ngài sẽ chúc lành và ban ơn. Tôi vẫn xác tin và tôi tin tưởng như thế.